Nhật Bản đang chứng kiến sự bùng nổ về doanh số bán cá hồi, mặc dù giá bán lẻ cao hơn trong năm nay do cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng và đồng yên mất giá. Hokkaido, khu vực đánh bắt cá hồi chiếm khoảng 80% tổng sản lượng của toàn Nhật Bản, đã báo cáo doanh thu cá hồi tăng đột biến kể từ mùa thu, đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Chỉ riêng đầu tháng 10, sản lượng đánh bắt cá hồi đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái trên khắp hòn đảo và mức tăng có thể đạt gần 70% ở một số khu vực nhất định, Giá bán lẻ của cá hồi đã tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cao hơn năm ngoái khoảng 20 đến 30%, sáng nay tôi bán được khoảng 10 con. Nhiều người mua cá hồi như một đặc sản địa phương để biếu người thân hoặc bạn bè. Giá cá hồi tăng vọt do giá năng lượng trong nước đã tăng cao, dẫn đến chi phí đánh bắt, đóng gói và chế biến tăng lên. Điều này bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có sự mất giá của đồng yên. May mắn thay cho các nhà kinh doanh cá hồi, số lượng người tiêu dùng đang tăng lên trong những ngày này. Trong số đó có cả những khách du lịch từ các vùng khác, họ ghé tới Hokkaido để ăn hải sản tươi. Có thể nói hải sản ở đây thực sự tươi và ngon miệng, cá hồi nhiều dầu, chất lượng cá hồi năm nay trên cả mong đợi của tôi và lượng cá hồi đánh bắt được cũng thực sự rất lớn. Được biết, cá hồi Thái Lát là món bán chạy nhất tại đây và các chủ cửa hàng có thể bán hơn 30 hộp mỗi ngày. Mặc dù giá cao nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn mua, do đó doanh số bán hàng đối với mặt hàng này đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.